Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, Kiến thức và Giải trí xin gửi tới quý vị và các bạn danh sách các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 và phân công nhiệm vụ các Ủy viên Bộ Chính trị. 1. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ông Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944 tại Hà Nội. 2. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20 tháng 7 năm 1954, quê quán Quảng Nam. 3. Ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ. Ông Phạm Minh Chính sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, quê quán Thanh Hóa. 4. Ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, sinh ngày 15 tháng 3 năm 1957, quê quán Nghệ An. 5. Bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, sinh ngày 23 tháng 1 năm 1958, quê quán Quảng Bình. 6. Ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, sinh ngày 13 tháng 12 năm 1970, quê quán Vĩnh Long. 7. Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ. Ông Phạm Bình Minh sinh ngày 26 tháng 3 năm 1959, quê quán Nam Định. 8. Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Nên sinh ngày 14 tháng 7 năm 1957, quê quán Tây Ninh. 9. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Tô Lâm sinh ngày 10 tháng 7 năm 1957, quê quán Hưng Yên. 10. Ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương. Ông Phan Đình Trạc sinh ngày 25 tháng 8 năm 1950. 11. Ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 12, sinh ngày 25 tháng 8 năm 1961, quê quán Hà Tĩnh. 12. Ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sinh ngày 14 tháng 10 năm 1960, quê quán Nam Định. 13. Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Ông Nguyễn Hòa Bình sinh ngày 24 tháng 5 năm 1958, quê quán Quảng Ngãi. 14. Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông Trần Thanh Mẫn sinh ngày 12 tháng 8 năm 1962, quê quán Hậu Giang. 15. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Ông Nguyễn Xuân Thắng sinh ngày 18 tháng 2 năm 1957, quê quán Nghệ An. 16. Ông Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông Lương Cường sinh ngày 15 tháng 8 năm 1957, quê quán Phú Thọ. 17. Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ông Trần Tuấn Anh sinh ngày 6 tháng 4 năm 1964, quê quán Quảng Ngãi. 18. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, sinh ngày 10 tháng 5 năm 1961, quê quán Ninh Bình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi giới thiệu về danh sách các ủy viên Bộ Chính trị và phân công nhiệm vụ các ủy viên Bộ Chính trị. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.